Rất vui được gặp lại các bác tại chuyên mục CD yêu thích, lên sóng vào mỗi tối thứ 6 trên kênh YouTube của Yến Âm Thanh Bãi, 197 Lê Duẩn, phường Nguyễn Du, Hà Nội. Tiếp tục trong tuần này thì em lại mang đến cho cả nhà 6 album với rất là nhiều những chủ đề khác nhau, từ những bản nhạc vàng test loa AR này, đến những bản tình ca, rồi thì CD liên khúc và cả những ca khúc chủ đề về Hà Nội nữa. Các bác quan tâm album nào thì có thể nhắn tin qua Zalo bên em là 0912 906 897 để em soạn đĩa cho mình. Bên nhận ship CD từ 3 đĩa trở lên, miễn phí ship từ 700.000. Bác nào mua đơn từ 10 đĩa hoặc từ 1.500.000 thì em sẽ tặng thêm một đĩa để kỷ niệm ạ. Đặc biệt là với clip ngày hôm nay thì bác nào mà mua chọn bộ 6 CD gồm có cả CD gốc, cho nên là em sẽ tính tròn là 1.000.000 và miễn phí ship cho mình nhá. Em xin phép bắt đầu luôn với một album rất là hay, chủ đề về Hà Nội. Album có tên là Hồng Nhung, đoàn khúc thu Hà Nội, phát hành bởi Trung tâm Băng Nhạc Trẻ và là đĩa chính hãng. Album này thì em đang giao với giá là 200.000 các bác nhá. Rất hay, rất là hiếm. Và em nhớ không nhầm là album này phát hành cũng rất lâu rồi, từ những năm 97 cơ. Với rất là nhiều những cái tuyệt phẩm về Hà Nội và về mùa thu, như là Hà Nội đêm trở gió, Hướng về Hà Nội, Hà Nội mùa vắng những cơn mưa, Chiều Hồ Gươm, Mong về Hà Nội, Em ơi Hà Nội phố, và đặc biệt là ca khúc Đoàn khúc thu Hà Nội mà em đang bật làm nhạc nền đây. Em đảm bảo với các bác rằng là đây sẽ là cái album về Hà Nội hay nhất mà các bác từng được nghe, chất lượng âm thanh rất là tốt, và đặc biệt là qua giọng ca của diva Hồng Nhung hồi còn trẻ nữa. Album có giá là 200.000 các bác nhá, đĩa chính hãng bởi Trung tâm Băng Nhạc Trẻ. Đây là cái phô đĩa bên trong, cả nhà có thể xem thử qua này. Album này thì rất là hay và cũng rất là hiếm nhá, các bác tranh thủ mua sớm, bởi vì có thể đợt tới thì hãng họ có thể sẽ ngừng phát hành ấy. Hồng Nhung, đoàn khúc thu Hà Nội. Tiếp tục trong series những cái album hay về Hà Nội thì em lại phải là sưu tầm trong clip ngày hôm nay cái album Hà Nội mùa vắng những cơn mưa. Trong album này thì ngoài Mỹ Linh ra, ngoài Hồng Nhung ra còn có cả Thanh Lam này, Mỹ Linh này, Lê Dung, Cẩm Vân, Thu Hà, Thùy Dung hay là Thanh Long, với cũng rất là nhiều những ca khúc nổi tiếng như là Hà Nội đêm trở gió, Có phải em mùa thu Hà Nội, Hoa sữa, Chiều phủ Tây Hồ, Hà Nội mùa vắng những cơn mưa, Nỗi buồn, Ngày về, và đặc biệt là ca khúc Chị tôi, một cái ca khúc rất là nổi tiếng của Mỹ Linh. Rất là nhiều bác ở trên mạng là thuộc cái câu hát mà thế là chị tôi rụng bông hoa gạo đúng không ạ? Thì album này chất lượng âm thanh rất là tốt các bác nhá. Phát hành bởi Trung tâm Băng Nhạc Trẻ, và bao giờ là đĩa chính hãng trong nước, nó sẽ có những cái tem phát hành ở đây. Album này thì em đang giao với giá là cũng 200.000 nhá. Đĩa rất là cổ luôn ý, từ những năm 96, 97 luôn rồi. Và đây là cái phôi đĩa bên trong, cả nhà xem thử qua giúp em này. Cũng có giá là 200.000 nhá. Bác nào mà mua chọn bộ 6 album ngày hôm nay thì em tính tròn là 1.000.000 và miễn phí ship cho mình. Một album tiếp theo sẽ là chủ đề nhạc tình với những tình khúc của Ngô Thụy Miên, cũng là đĩa chính hãng trong nước, phát hành bởi Sài Gòn Audio. Album có tên là Bản tình cuối các bác nhá, những tình khúc Ngô Thụy Miên. Phải nói đây là một trong những cái đĩa tuần này em nghe mà cảm thấy tiếng nó rất là tốt. Bình thường thì em nghe em quen với cái cách phối nhạc của những trung tâm hải ngoại như là Asia, rồi thì Thúy Nga các thứ, Làng Văn. Nhưng mà phải nói là trong nước có cũng có rất là nhiều cái trung tâm thu đĩa rất là hay, điển hình như là Sài Gòn Audio này, rồi thì Viết Tân Studio, và đặc biệt là gần đây có Audio Space nữa. Thì đây là một trong những album mà các bác nên mua để mình test loa, bởi vì âm thanh trong này bass chép nó rất là căng tiếng, âm thanh chất lượng nó đánh hay này, hòa âm hay, tiếng xuống rất là sâu, như là Mắt Biếc của Xuân Khôi, Giấc Mơ của Mỹ Lệ, Chiều Nay Không Có Em của Quang Minh, rồi thì những ca sĩ như là Elvis Phương, Xuân Phú, Lan Hạnh, rồi có bản hòa tấu phía dưới nữa. Thì đĩa chính hãng phát hành trong nước có giá là 200 các bác nhá. Tiếng phải gọi là tuyệt vời luôn ấy. Lâu lắm rồi thì em lại được nghe những cái album mà trong nước mà có tiếng hay như này. Thì đây là cái đĩa chính hãng của Sài Gòn Audio này, các bác xem thử cái phôi nhá. Test loa cũng được luôn đâu nhá. Cái đĩa này tiếng tuyệt vời. Không phải là album trong nước nào mà em cũng dành lời khen như thế đâu nhá. Ở dưới đây thì em có một cái album rất là nổi tiếng, các bác nhìn phát biết ngay rồi, đó là Liên Khúc Tình Yêu, album Asia số 16, Liên Khúc Tình Yêu số 2. Trong cái bộ 3 đĩa Liên Khúc Tình Yêu 1, 2, 3 thì em thích nhất là Asia số 16, Liên Khúc Tình Yêu số 2 này, bởi vì là cái giai điệu mình bật lên là nghe đã thấy ưng tai luôn rồi. Ngọc Lan, Kiều Nga và Ngọc Hương, rất là nhiều những bản nhạc tình này, rồi thì những ca khúc nhạc ngoại lời Việt này rất là hay. Và đặc biệt là cái album này đánh dấu cái thời kỳ đỉnh cao của Trung tâm Asia, với những bản liên khúc rất là hay, rất là sôi động, âm thanh bass chép phải nói là cực kỳ chuẩn. Các bác có thể mua về để mình test loa, và đặc biệt là với những cái bộ dàn nào mà âm bass khỏe á, thì lại càng tận dụng được cái âm thanh 3D sao của những cái đĩa liên khúc tình yêu như này. Thì đây là cái phôi bên trong, của nhà xem thử nhá. CD VNCA chất lượng chuẩn, tái bản F1. Ngoài ra thì các bác có thể mua đủ bộ 3 đĩa của Liên Khúc Tình Yêu rất là hay, thì có Liên Khúc Tình Yêu số 1 nữa, Asia số 15 này, Ngọc Lan, Trung Hành, Kiều Nga, cũng rất là nhiều những ca khúc
rất là sôi động. Phát hành năm 90, đó, đây là cái thời kỳ rất là nổi tiếng, cái thời kỳ đỉnh cao của Trung Tâm Asia với hàng loạt những cái siêu phẩm cũng như là những cái album được thu âm chất lượng rất là tốt. Phôi CD VCA chất lượng chuẩn các bác nhá. À, những cái đĩa này bây giờ chỉ có 8 bản F1 thôi, là 150 thôi, chứ bây giờ không kiếm đĩa gốc đâu. Đĩa gốc bây giờ hãng ngừng phát hành lâu rồi ấy, cho nên kiếm rất là khó. Đĩa khúc tình yêu số 17, album Asia số 17 cũng rất là hay này. Đĩa khúc tình yêu cuối cùng này cũng 150 một đĩa các bác nhá. Đó, toàn bộ những cái đĩa tái bản F1 thì em đều giao đồng giá là 150 nha. Đây là cái phôi đĩa đây. Dù là đĩa có 150 thôi nhưng mà trông nó cũng rất là đẹp, rất là xịn sò rồi đúng không? Đấy, trong bộ 3 thì em thích nhất là cái liên khúc tình yêu số 2. Còn ngoài ra các bác thể mua đủ bộ thì tùy mình nhá. À, tiếp đến là một album thể loại cũng nhạc tình có tên là Đường Xa Ướt Mưa Xin Em Đừng Về. Album này thì tuyển chọn khá là nhiều ca sĩ và cũng phát hành bởi Sài Gòn Audio, giống như là cái album Bản Tình Cuối vừa nãy đó. Thì trong album này thì em thích nhất là bài Đường Xa Ướt Mưa của Quỳnh Lan, rồi thì bài của Xuân Phú, cái bài Phố Đêm tiếng phải nói rất là hay, nghe cảm giác nó em biết tả thế nào nhỉ, dù là nhạc tình thôi nhưng mà nghe âm thanh bát chép nó rất là ấn tượng, rất là sâu tiếng, thành ra là kể cả test loa cũng được. Thì đây là một trong album mà em vô cùng khuyến khích các bác là nên mua để mình nghe thử và có sẵn trong cái bộ, trong cái tủ đĩa của mình. Rất nhiều ca sĩ các bác nhá, Bảo Yến này, Xuân Phú này, Quang Minh, Bích Hồng, trong này có hết, toàn những cái giọng ca rất là nổi tiếng của dòng nhạc tình Việt Nam. Địa chính hãng em giao là 200 nhá, phát hành chính hãng trong nước. Đây là cái phôi đây. Các bác cứ mua đĩa xịn để ủng hộ trung tâm, ủng hộ các ca sĩ nha. Đĩa này thì nó chưa có tái bản đâu, cho nên là em bắt buộc là phải nhập đĩa gốc để bán cho các bác đấy. Album bên này em để dành phần cuối cùng, đó là những cái album nhạc vàng test loa AR. Đây là cái thể loại mà rất là quen thuộc ở trên kênh của em rồi. Em cũng dùng đĩa này để test loa không biết bao nhiêu lần ở trên kênh. Thì các bác có thể tham khảo Con Đường Mang Tên Em, tuyển chọn rất là nhiều những ca khúc nhạc vàng dùng để thử loa AR nói chung, hoặc là kể cả những cái dòng loa nghe nhạc vàng đều test cái đĩa này tiếng rất là tốt. Âm thanh trong này tinh chỉnh bát chép, nó sâu tiếng, nó rất là sắc nét. Thành ra là các bác thử loa, kể cả những cái dàn loa giá rẻ thì âm thanh nó vẫn lên rất là nổi. Con Đường Mang Tên Em này, Vọng Gác Đêm Sương, Hai Vì Sao Lạc, Chuyến Đỏ Vị Tuyến, Áo Em Chưa Mặc Một Lần, Sầu Tím Thiệp Hồng. Qua rất là nhiều giọng ca hải ngoại như là Tuấn Vũ, Thiên Trang, Chế Linh, Hương Lan, rồi thì Giao Linh, Phương Dung, các thứ trong này có hết luôn nhá. Toàn những cái bản nhạc vàng kiểu rất là kinh điển ấy. Và âm thanh được tinh chỉnh để test loa làm sao nó hay nhất có thể. Thì đây là cái phôi đĩa loại 150 này, tái bản này. Cái này thì em, các bác yên tâm nhá, thử em thử bán rất là nhiều rồi vậy, rất là hầu như là chưa có khách nào bảo là bị lỗi cả. Cái phôi này rất là dễ đọc, không kén đầu đâu, anh em cứ yên tâm nhá, 150 thôi này. Và ngoài ra cái bộ này nó còn có một cái đĩa nữa cơ, đó là Chuyện Tình Cô Lơ Đỏ Biến Hạn, thì các bác có thể mua thêm cũng có giá là 150. Nhưng mà em thì em thích cái album kia hơn bởi vì nó nhiều bài mà em kiểu mình nghe quen thuộc ấy. Còn album Chuyện Tình Cô Lơ Đỏ Biến Hạn thì có cả Thúy Hằng này, có Di Khánh này, có Giao Linh, Chế Linh, Thanh Tuyền, hay là Phương Dung, Thiên Trang cũng có luôn. Đây là clip bài đây, 12 ca khúc nhạc vàng rất là quen thuộc. Thì các bác có thể mua thêm cho đủ bộ nhá. Nói chung là tiếng cũng đồng đều rất là hay thôi, nhưng mà em thì em thích cái album màu đỏ kia hơn. Còn đây là album màu xanh nha. À rồi, ok, vậy là hôm nay em đã quay cho cả nhà 6 album được yêu thích nhất trong tuần này. Thực ra là gọi là yêu thích nhất nhưng mà đây là theo cái quan điểm cá nhân của em thôi. Những cái album nào mà em cảm thấy là tiếng nó hay mà em nghe nhiều cảm thấy nó ưng ý á, thì em lại muốn khoe và muốn giới thiệu với anh em chơi. Thì cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Nếu cả nhà muốn tham khảo thêm những chương trình CD khác có thể nhắn tin qua Zalo bên em là 0912906897 để em tư vấn thêm cho mình nhá. Bác nào mà mua chọn bộ 6 album ngày hôm nay thì em tính chọn là 1 triệu và miễn phí ship cho mình. Cảm ơn cả nhà và chúc các bác nghe nhạc thật là vui vẻ.